Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho bé 28 tháng tuổi bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng mặt và đầu. Cụ thể, ngày 14 tháng 2, bệnh nhi NDN 28 tháng tuổi, trú tại thành phố Cao Bằng, được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng hoảng loạn, nhiều vết thương đang chảy máu vùng mặt. Ngay lập tức, bệnh nhi được các bác sĩ cấp cứu cầm máu, giảm đau, băng bó vết thương và chuyển phẫu thuật cấp cứu. Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé NDN đã ổn định. Theo các bác sĩ, trường hợp trẻ nhỏ bị chó nhà cắn gần đây trở nên phổ biến, nhiều bé bị tổn thương rất nghiêm trọng, thậm chí tử vong sau khi bị chó cắn. Đáng chú ý, các bé bị cắn bởi những con chó được nuôi trong gia đình hoặc hàng xóm, đó là những vật nuôi thường ngày hay gần gũi và người nhà thường không đề phòng nhiều với chúng. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh có con nhỏ nên hạn chế nuôi chó. Nếu nuôi chó, chúng phải được chích ngừa, xích ở nơi xa trẻ em, đeo dọa mõm, nhắc nhở trẻ tránh tiếp xúc đùa giỡn khi chó đang ăn ngủ phụ huynh cũng cần cảnh giác với chó nuôi trong mọi trường hợp chó càng lớn mức độ gây sát thương cho trẻ càng cao nếu không may trẻ bị chó mèo cắn người thân nên rửa vết thương với nước sạch sau đó dùng gạc hay vải sạch băng lại và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế gần nhất